Chú có đi bán số không? Có. Rồi bữa nay bán nhiêu vé? Bữa nay bán 20 tờ, chú đi không nổi đâu, chú đi về chú nặng, chú có vợ cơm mới đi xuống ăn cơm đường đó. Bán 20 vé sao đủ ăn ngày không ai? Chứ giờ đi không nổi thì sao giờ chú là nào? Chú bán chứ phà hả? Bán anh phà rồi đi qua bển luôn. Rồi. Vậy rồi sao coi mấy người sớm ta nói chú bán là ngày trăm vé lận. Có mấy ngày đầu có bán 100 mấy thôi. Rồi mấy ngày sau này bán không tới hả? Bán không tới nữa, đi không nổi nữa cho nó đuối hai này. Nằm hồi sáng giờ luôn gì, nằm sáng giờ mới tới giờ cơm mới đi thả là quán cơm tương ăn. Ủa chú ăn tương hả? Có ăn mặn không mà tại bữa nay ăn mặn với ngán nên mới xuống chút số tương. Dạ. Vậy rồi ngày mơ có bán nữa không? Ngày mơ hả? Ngày mơ không biết có bán không, chắc bán quá. Giờ ta kiếp chỗ nào ta ngồi đi, đi không nổi ta kiếp chỗ nào ngồi đi, sao mất đi chi chứ? Ngồi đi giờ mà chú mới đi về đó. Ta kiếp chỗ nào người ta kiếm chỗ nào ta ngồi đi chứ ông đi không nổi mà sao bán được. Chú ngồi rồi chú ví dụ chú ngồi trên bến phà đó rồi khách ra đi ngang hay không mà chứ ông đi vòng vòng sao đi nổi cái giò ông đau nữa. À chỗ phà người ta không muốn hỗ trợ ngồi, ta nói xe khổ rồi chú ngồi được tránh bên. Ủa không, ở trên này nè, con thấy mấy bà giấy số kia cũng ngồi trên bờ bên đây nè. Có đi xuống phà bán nó mới đất. Rồi xuống phà mình ngồi bán không nổi nữa hả? Ngồi được mà xe ta đảo tới đó luôn ta là. Rồi vậy chú gán bán đi ha, tại cô Tám mới kêu hỏi coi chú mấy gài bán được không á. Bán được, chú bán đắt vậy lắm. Dạ, rồi vậy đi ha chú. Chú bán là mối bán được nhiều lắm. Dạ, rồi vậy ha. Tại vì cô Tám mới kêu hỏi thử coi mấy gà chú có bán không á. Rồi vậy con về chú. Ông bé Năm nè, ông nói hết vốn rồi. Bé Năm bà giới thiệu đó. Bà coi ta đưa tiền cho đi bán giấy số. Rồi bây giờ tôi hỏi ông mấy gà bán được không, ông nói bán được mấy bữa đầu. Rồi cái bữa nay hỏi ông có bán không, ông nói bán 20 vé à, bây giờ bán không nổi. Rồi ông nói tiền ông lấy ông trả nợ người ta hết trơn à. Tiêu không? Tôi nói thí dụ chưa có tiền thì Phan hãy trả nợ rồi bán lay lắc đi rồi trả từ từ. Rồi bây giờ ông nói bán không nổi, tôi nói xuống dưới phà chú ngồi thôi, chừng nào khách xuống rồi đi mờ vòng rồi lại ngồi nữa, có gì đâu không nổi. Rồi bây giờ ông nói hết vốn rồi, cái ý ông muốn xin thêm nữa, tiền đâu có nữa mà đưa. Ác không? Bà thấy chưa? Tôi nói bà y hi xì không, ngày nay tôi hỏi ông trả lời cái chết quớt luôn. Thank you.
học mà đặc biệt số 10 nữa, cái báo nữa. Báo tụi nè. Ngưng này nữa. Nó tường lên trên nè. Không đâu. Niềm nó không ấy đâu, nó đem nó gửi ngân hàng cho em. Bắt qua nó xây cái vách tường lên thôi. Xây tường rồi. Xây trong nhà luôn. Cái này bây giờ mà muốn đổ tấm lên đâu có đổ được đâu, đâu có móng đâu đổ. Đổ tấm nhưng mà mình bỏ cái này khớp này mình xây tường lên. Xây móng rồi lại. Mà bà mới nói có mùi số 95 rồi, 95 tới 2 kỳ. Rồi chị vô. Ai mùi 95? Bẻ chứ xài nó ăn anh. Không có lúng đâu, đất cứng mà. Cán trúng góc sờ đầu nè. Dạ đi. Gì vậy nữa? Dạ đi. Xuống luôn. Xuống luôn đi, ngay được. Xuống luôn. Về hết lái xuống đi. Hết lái xuống không xuống, tự nhiên ông bẻ là. Ba góc nó xuống không nổi kìa. Đó. Đổ đi. Về luôn. Ngay luôn. Đấy nữa. Đó rồi. Đó nữa. Miếng nữa, miếng nữa. Rồi bạn đi. Bạn đi. Đổ đi, đổ đi, đổ đi. Bạn đi. Cá này cá xây luôn rồi đó. Cá này mới bơm thử ướt cái gì đó cá tốt rồi. Ờ. Ổng nói cá kia có sình đâu chịu đâu. Cái này nó ngợi hơn cái cá khô. Dễ dập lên. Còn cái xe nữa còn cho nó lên rồi.
lên nổi không? Dạ lên bắt cháu lên. Chết. Ông lượm mấy gốc sào đâu ra đi ông ban cho nó thấp xuống lại nó xuống dễ à. Ông đứng ngoài này ông dít nè ông Miền, đừng có dít trong đó, đứng ngoài này dít nè cho nó thấp, ngoài này là nó tràn vô được sâu nữa. Tối nay thấy nồng mưa. Rồi tôi về ha, ông đi coi điểm xe với nó đi nha. Tới cái mí này ông ngưng được rồi, đặng cho nó, đặng ngày mơ ông móc cái đường này ông xây nè. Rồi bắt đầu cái tới đây rồi cái ông kêu nó đổ một xe ở ngoài này đi, đặng ngày mơ mình có cát mình làm á. Rồi cái đường này đặng ngày mơ cho vét nè. Rồi về ha. À không nổi, có nữa ngưng nhiều chừng nữa. Giờ đây tao quay vô nè, được 3 thằng còn mày quay gì có mình tao à. Thì quay chú sĩ. Nhìn dây thấu mà ngán luôn trời. Sao cái này mày ăn hết à? Có trái bự trái nhỏ nè, đâu có điều đâu. Ăn quá. Giờ cho út thăm nè. Không đâu, cái này đều với nhau, út thăm cái gì. Thì nào xui thì nghe trái bự. Nhắm mắt chậu đại. Bây giờ ông để 4 trái lên, nhắm mắt lại cho từng thằng chọn. Ghi số á. Không có ghi số, nhắm mắt lại mấy trái đó rồi để đó rồi chỉ tay. Quay xíu quỳ. Thầy ăn nghỉ quỳ. Quay xíu quỳ, trường cơm tay hơi dùng. Gì? Hồi nãy giờ chưa cơm luôn hả? Về tắm cái nằm sùi lơ. Nó chưa ăn cơm hồi xong quay lại nó quỳ. Chứ sáng giờ tôi có ăn đâu ông nậu. Rồi nó cũng chưa ăn cơm nữa kìa. Sáng giờ hồi sáng đi là to nhà cho người ta xong rồi về nằm đó luôn đó. Sáng giờ ta cũng chưa ăn rồi. Ừ, thằng Vinh đi với thằng Khanh là chết rồi đó. Khanh ăn rồi. Ôi, ôi, ôi. Dạ có lòng. Lộc ăn hết nổi trái dưa hấu này không? Đẩy trái lên tới đây tới chiều nghiến cơm luôn. Quay dính nhạc này vô là nó về cho ghép nhạc khác nữa. Ghép nhạc hai cắt âm thanh tôi nhanh. Trái mỗi tay mày. Trái này bự cho bá lắm. Trái này bự nhất nè. Trái này nhiều ký mốt. Này hồi nó cho quay cái này nè.
giết ngự ha em nậu. Nãy em đi đâu rồi, nãy em thấy em chở mấy á? Ông thầy chùa á. Tao đâu chở ông đâu, nguyên ngày nay tao đâu chở. Ông ghé nhà ông làm gì á? Ghé nhà chứ tao chở. Ngày nay đi cho gạo. Nhà ông đi từ thiện không gửi trời. Ai có biết mày đi làm không đi làm. Để chụp cái chậu chứ. Tại con đi làm từ thiện nhiều cũng nhiều lắm. Rồi xong. Bốn trái này anh tắt. Rồi quay gần lại bốn trái đi. Cái màn hình nó tắt thì vuốt cái nó sáng lên lại nè. Rồi tắt nghe. Rồi bấm trên. Đây kìa bắn. Bắn. Chạy vô nó mát kìa, nắng. Để tớ không? Xé ra. Đừng có cắn dơ đó. Nắm xé mạnh ra. Nó không mở được mà. Nó. À, đây ngủ cài đi. Lấy gì? Nhang hả? Không, cây thuốc á. Đi thuốc chi, lấy hồng quẹt á hả? Đúng rồi đó. Biết tài rồi, biết rồi. Để tối đi, tối bà cúng qua đốt. Chứ giờ này còn bằng sáng mà đốt cái gì. Cái này để đốt ban đêm không à. Tối đi bà đốt cho. Bây giờ là chỉ thắp nhang thôi. Leo đâu ạ? Có trái không nữa. Trái gì? Trái hủ quá. Bơi ẩm đụng mặt vôi. Còn ngoài kia nữa kìa. Lộc đứng lên cẩn thận để chừng đụng đầu đó nha. Rồi chui ra. Ấy chui 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 chui. Hết hồn hết vía. Dạ vậy luôn rồi. Đẩy kính là kè chưa có kính kìa. Rồi cái chừng đụng đầu nha. Đứng như đàng hoàng. Đúng rồi. Ủa, chết rồi.
Hôm qua có trái chưa đặng bẻ hả? Không có đâu. Đốt nhang không? Bà đốt nhang cho. Con thắp nhang mà nội không? Không, không có trái rồi. Đi đâu nữa hả? Chết queo hết rồi, cũng không cắt dây rồi. Đi nè, đi vô coi. Coi chút vui. Coi có rau muống không? Không có đâu. Đi vô nè, ba đi vô nè. Không, không ăn chưa nữa. Lấy tớ không mà lấy. Để ba lấy cho. Con muốn đốt nhang phải không? Ba. Ờ, mà bây giờ con muốn đốt nhang phải không? Rồi xá xá nữa. Xá xá mới đúng. Không phải, con xá lấy tay chấp chấp tay xá, chấp tay con cầm nhang xong chấp tay xá xá mới được. Nè tới bà nội nè. Con không lại hả? Nè, ngoài kia nữa. Ờ, Lộc bị bệnh đó, sổ mũi rồi đó. Ừ, bà bác sĩ bác kêu mở quạt nhỏ thôi phải không? Nó thôi Lộc bệnh đó phải không? Ông Địa. Ông Địa ngoài trước á. Ngoài sau này đâu có ông Địa. Ông Địa ở ngoài trước á. Bà ấy một cái. Làm gì? Chỗ vuông vuông cho ông cổ. Ờ, thắp nhang cho ông cổ hả? Ngoài trước á hả? Đúng rồi. Đi, đi ra trước. Muốn thắp nhang cho ông cổ đi ra trước, bà lấy nhang cho. Trong nhà có nhang mà. Chá đó chú lèm à hả? Chá xì gô hả? Cái gì? Cái gì? Con gì? Con gì đâu? Ba đâu thấy con gì đâu? Con chuồn chuồn á. À, con chuồn chuồn. Trái này chú lèm mà phải không? Đúng rồi. Nè, nó chín nè mà nó chú lèm mà phải không? À. Thấy cái chuồng chuồng đó nè. Ừ. Nè, quý vị thấy cái nấm ngộ không? Đó. Ê, ba gì hả? Cái nấm đẹp quá nè Lộc. Nấm hả? Nè, con nhìn nè, con nhìn vô cái kia nè. Phải không? Phải cái nấm đẹp không? Thì có cái nấm. Cái nấm đẹp không? Đẹp. Sao ăn được? Đâu có ăn.